Mọi người thì như đã hứa với các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái app mà chúng ta có thể bỏ xe của chúng ta lên mà để cho người ta thuê nha các bạn. Ok, thì mình nghĩ là chắc có lẽ là mọi người đã sẵn sàng cho cái công việc này rồi. Thì đối với những bạn nào mà có từ 2 chiếc xe trở lên mà nhà mình ít sử dụng á, thì các bạn có thể download cái app này về và các bạn có thể tạo một cái tài khoản trên cái app này và sau đó các bạn cứ bỏ xe mình lên cho thuê thôi các bạn. Thì cái income này nói chung là nó cũng rất là ok. Các bạn có thể lấy income này để chi trả cho những cái khoản phí của chiếc xe mà chúng ta đang dùng. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vô app. Thì đối với cái app mà mình nói thì trên cái Apple Store và cái Android thì nó cũng giống nhau thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ download về, vô Apple Store mình sẽ download về. Thì trong đây các bạn sẽ tải về là Toro. Chữ T, chữ U, chữ R, chữ O. Toro. Rồi các bạn search cho mình. Đó, thì các bạn thấy cái app này nè, Toro nè, các bạn thấy không? Thì cái app này mình đã tải rồi, thì bây giờ mình chỉ open nó ra thôi. Thì khi các bạn open ra thì trên đây hiện tại bây giờ là cái phần mà các bạn để lựa chọn và thuê xe. Thì các bạn sẽ vô cái mục bên đây ba dấu chấm nè. Đó các bạn thấy không? Các bạn vô ba dấu chấm thì các bạn có thể sign up. Bấm vô phần sign up. Thì bây giờ các bạn có thể bấm vô sign up. Ok. Thì bây giờ các bạn có thể bỏ bất kỳ cái email nào vô các bạn muốn. Xin lỗi các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ sign up vô. Mình thì mình đã có cái sign up rồi. Thì các bạn có thể tự sign up. Mình nghĩ là các bạn có thể tự sign up được mà đúng không? Đâu cần sự giúp đỡ của mình hả? Nếu như mà các bạn không sign up được, các bạn cứ comment bên dưới cho mình. Thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa để hướng dẫn các bạn có thể. Bạn nào mà chưa sign up được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để sign up trong những video tiếp theo. Nếu như mà nhiều bạn comment bên dưới mà các bạn không làm được thì các bạn cứ cho mình biết. Ở đây thì mình đã sign up sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ login vô nha các bạn. Thì giờ mình sẽ vô cái app của mình, Toro app, để mình login vô. Ok, thì login vô thì mình tạm dừng video cái nha, để mình login vô cái tại thông tin không. Ok các bạn, thì mình đã login vô nè. Thì bây giờ các bạn biết không, những cái app khác mình không biết, nhưng đối với app Toro thì mình đã làm cho Toro là khoảng 6-7 tháng rồi các bạn. Và một cái tin vui nhất của cái Toro á, mà các bạn luôn e ngại nhất là cái chuyện đóng thuế. Nhưng mà mình đã xác minh là sau 1 năm mình làm việc với Toro, thì mình đã xác minh nếu như mà income của mình á, mà dưới 20.000 một năm của Toro thì các bạn không cần đóng thuế. Nếu như mà trên 20.000 một năm thì các bạn phải đóng thuế. Đấy các bạn, cái này rất là good hơn cả Uber nha các bạn. Uber các bạn chạy là các bạn phải đóng thuế, mặc dù không biết là income của các bạn bao nhiêu. Nhưng đối với Toro thì income của các bạn dưới 20.000 thì các bạn có thể không cần phải khai thuế. Ok, thì bây giờ trong đây thì nó có mấy phần nè các bạn, thấy không? Trong cái ba dấu chấm này á, thì nó có cái phần mà chỗ này thì các bạn chuyển qua là người muốn thuê xe. Đó các bạn thấy không? Chuyển qua là người muốn thuê xe. Thì các bạn đi đến những thành phố khác các bạn muốn thuê xe, các bạn có thể vô đây để thuê nè. Các bạn gõ cái CD mình vô. Thì mình đây mình thử nha. Bây giờ mình thử location của mình đi. Đó. Yeah. Đó location của mình nè các bạn thấy không? Xe họ bỏ lên các thuê rất là nhiều luôn nè, đó. Có chiếc xe của mình nè, thấy không? Infiniti nè. Đó, QXAD nè, 2014 nè. Mình cho thuê giá là 96 đồng một ngày nè các bạn thấy không? Rồi để mình coi còn xe mình nữa không? À, cái này rất là hay nè các bạn coi nè ha. Mình được 5 sao nè, 19 chip nè, thấy không? Những người khác thuê thì giá họ bèo hơn là tại vì tùy theo loại xe nha các bạn. À, đối với mình thì những cái xe lớn thì mình có thể thuê được nhiều hơn các bạn. Đâu rồi? Mình còn mấy chiếc xe nữa nó chạy đâu mất rồi. Ờ, chắc là ngay đúng rồi, cái xe mình nó không hiện trên đây tại vì cái ngày đó người ta đã thuê rồi cho nên nó không hiện. Những ngày nào mà họ đã thuê thì nó sẽ không hiện nha các bạn. Đây mặt CD mà GL nè các bạn, 190 đồng một ngày nè các bạn, thấy không? Cà vẹt nè 202 đồng nè, đó thì tùy theo chiếc xe mà các bạn cho thuê thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển về cái mục của mình nói tiếp với các bạn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ inbox nè. Inbox là những cái người mà thuê xe mình nè, đó thấy không? Mình có thể message với họ nè các bạn, thấy không? Mình có thể nói chuyện với họ. Thì cái là Senda này là ngày hôm nay mới thuê xe mình nè các bạn. Và vehicle thì bên đây mình tạm thời mình đang có 3 chiếc để thuê. Chiếc xe van mình đang bị unlist là tại vì chiếc xe mình nó đang bị recall
của Honda mình chưa đi sửa cho nên nó đang bị in list nè. Thì mình còn một chiếc Jeep nữa nhưng mà mình chưa list. Thì đó, thì bây giờ các bạn muốn list, các bạn bấm vô dấu cộng nè. Đó, các bạn nhập cái địa chỉ mình vô. Để đợi mình cái nha. Các bạn nè, would you like car location nè. Thì cái location của mà các bạn muốn học pick up chiếc xe ở đâu á, thì các bạn cứ bấm vô. Để mình bấm đại thử nha. Corpus Christi, Texas. Đó, bấm đại thôi nha các bạn. Đó, thì nó sẽ ra nè. Bây giờ mình bấm next. Đó, thì nó ra. Thì bây giờ các bạn confirm location. Cái này là sau khi các bạn đã mở account nha các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể bấm start nè. Đó, thì các bạn continue. Thì sau khi continue này, oh xin lỗi. Sau khi continue này á là các bạn có thể tap cái VIN number của mình vô. Mình bỏ cái VIN number xe vô. Đó, thì sau khi mà các bạn bỏ VIN number xe vô á thì họ sẽ, thì nói chung là nó rất là đơn giản, những câu hỏi basic thôi các bạn. Thì nếu như mà các bạn nào chưa làm được á thì có thể comment bên dưới cho mình biết là các bạn không làm được, thì mình sẽ chia sẻ tiếp những video tiếp theo đó. Hiện tại bây giờ thì mình đang ngồi trong chiếc xe của mình cho nên mình không có, thì những chiếc xe mình đang list lên hết rồi, nhưng mà nếu mà các bạn comment mà các bạn bảo là các bạn không biết cách để list chiếc xe á, thì bây giờ mình đợi cái bản số xe của xe Jeep mình về thì mình sẽ list chiếc xe Jeep lên, mà lúc đó mình làm cái video để chia sẻ cho các bạn. Thì những chiếc xe mình đã list trong đây hết nè. Đó các bạn ha. Today nè. Đó, chiếc Infiniti của mình đi nè. Và nó sẽ về vào ngày là 11 ngày mai nè các bạn. Là bấm vô đây thì mình sẽ coi được cái income. Họ mướn một ngày mấy thôi. Tính chẳng là 2 ngày thì là 133 đồng. Trừ cho tất cả các chi phí, mình sẽ view receipt. Đây, view receipt nha các bạn. Đợi tí. Đó, thì view receipt trên đây nó sẽ báo cho các bạn biết nè. Thấy không? Today nè, 96 đồng trên một ngày. Thì income của mình đó là 192 đồng tổng cộng. Nhưng mà early bird discount thì người này họ thuê trước đó rất là lâu cho nên họ được giảm là 9 đồng 60 cent. Và mình cài trong cái của mình là 400 mai nè các bạn, là 2 ngày một ngày 200 mai. Thì total fee là 45 đồng và sales tax là 3 đồng, thì mình lấy về là 133 đồng tổng cộng. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói tiếp cho các bạn biết về cái phần này nha. Bây giờ các bạn vào cái phần vehicle này đó, thấy không? Qua đây. Thì bây giờ mình vô chiếc BM của mình. BM của mình là bực cái là hôm rồi người kia thuê cho đã cái. Họ thuê trả xe mình xong, mình đem xe về nhà. Xong cái họ đòi thuê xe của mình nữa. Thì vừa đem về tới nhà cách 30 phút từ nhà mình ra sân bay thì họ đòi thuê lại vì chuyến bay của họ bị hủy mà mình không ra được. Cho nên họ cho mình 4 sao gửi các bạn, thành ra cái chiếc BM mình bây giờ còn 4.92 sao nè. Các bạn thấy không? Đau không? Trong khi đó những chiếc xe kia mình đều 5 sao hết. Đó, bây giờ sau khi mà các bạn list á, thì đối với chiếc BM này á, thì các bạn thấy ở trên không, có cái hình cái chìa phá mà có hai gạch nè. Cái này là các bạn có thể điều chỉnh dùng cái chìa phá từ cái Toro luôn. Thì đa phần những chiếc xe mới hoặc là BM hoặc là Mercedes thì nó đều có chức năng này. Đối với chiếc Infiniti của mình 2014 cho nên nó không có. Chiếc này 2019 thì có nè các bạn. Đó, thì các bạn vô, sau khi mà các bạn đã đăng ký chiếc xe mình thì nó sẽ hiện vào phần bên đây. Thì các bạn có thể vô trong đây để điều chỉnh lại. Không nhất thiết là các bạn phải cho thuê liền, các bạn có thể điều chỉnh lại. Đây, cái này là cái lịch nè. Đó, các bạn thấy không? 89 đồng một ngày đó. Những ngày nào mà thuê rồi thì nó sẽ không có trên đó. Những ngày nào chưa thì có. Rồi, price discount. Đối với mình á, mình nên khuyên các bạn là khi mà các bạn bắt đầu làm cái total này á, thì các bạn nên cho discount đi các bạn. Giá cả nè, các bạn bấm vô assist, các bạn có thể điền giá trong đây. Maximum họ nói là 140 đồng nhưng mà mình để 89 đồng thôi các bạn. Đó, 89 đồng. Thì và sau đó custom price nè. Đó, các bạn có thể làm này nhưng mà mình không cần, bỏ qua bước đó. Thì discount nè, các bạn thấy chỗ discount không? Cái phần discount đầu tiên nè, bấm vô. Đó, thì trong đây các bạn có thể trước 3 ngày, mướn từ 3 ngày trở lên các bạn muốn discount bao nhiêu, 5% hay là 10%. Đối với mình á, thì họ recommend mình là 10% nè. Nếu như mà các bạn mới bắt đầu làm á, mình khuyên các bạn là cứ để 10% đi. Mình mới bắt đầu làm, thu nhập mình ít, không sao cả. Nhưng mà mình để cho mình có nhiều sao các bạn. 5 sao, 2-3 lần cái, 2-3 người thuê mình, người ta cho mình 5 sao là ok rồi. Nếu mà mướn 7 ngày nè, thì các bạn có thể giảm 15%. Thì mướn 30 ngày, các bạn có thể giảm 10%, 20% tùy các bạn. Và sau đó các bạn bấm save. Mình thì hiện tại giờ không giảm luôn các bạn, ghê không? bây giờ là bỏ qua không giảm luôn. Early bird discount nè, các bạn có thể giảm đây nè, nên nè, hoặc là 5%, 10% gì đó. Mình thì bây giờ là mình chơi, mình không giảm luôn các bạn. Tại vì mình đã cho thuê 18 chuyến rồi nè, các bạn thấy không? 18 chuyến,
Và cái phần mà đó, những chiếc xe khác cũng vậy nè đó, các bạn thấy không? Đó, mà bây giờ có bạn có xe thì các bạn cứ bấm vô add xe vô. Đó. Cứ add vô sau khi mình đã tạo account xong các bạn. Và qua cái claim này nè, thì trong claim này á là hồi bữa hổm mình claim nè, chiếc Infiniti mình nó bị chày nè các bạn. Nó bị chày, họ trả cho mình là 1.264 đồng, nhưng mà thật chất là mình đem đi sửa chỉ có 900 mấy thôi, nhưng mà họ đền mình tới 1.200 là các bạn thấy không? Đó. Total nè. Đó, các bạn có thể điều chỉnh bất cứ những cái gì trên đây các bạn. Qua inbox thì bên đây là cái phần mà mình nói chuyện với khách hàng nè. Thì đây là nói chuyện với khách hàng, bấm vô Mark này nha. Mark hiện tại bây giờ là đang thuê chiếc xe của mình nè các bạn, mình đậu xe tại sân bay nè. Bấm vô detail. Thì qua detail này anh Mark này anh có 9 chip nè các bạn, ảnh 5 sao nè các bạn có thể ha. Đó, ảnh thuê xe mình là 344 đồng nè, cho 800 mai nè. Thuê từ ngày 8 đến ngày 12 nè, hiện tại bây giờ vẫn chưa về, hôm nay là ngày 10. Đó các bạn thấy không? Thì mình có thể coi cái đánh giá của họ, coi bao nhiêu sao và những comment. Nếu mà người nào bad comment quá, mình có thể cancel, mình không cần phải cho thuê các bạn. Đó thấy không? Mình cho thuê rất là nhiều nè các bạn thấy không? Bây giờ cho coi nhiều đâu. Đó, các bạn thấy không? Thì đó, nếu như mà bạn nào mà muốn á, mà các bạn muốn làm rất là dễ. Mình khuyên các bạn là nếu các bạn có xe, các bạn cứ làm nè các bạn. Có xe các bạn cứ làm. Còn cái tag information thì các bạn bỏ social các bạn vô đó. Thì information cho nên mình không cho các bạn coi nha. Instruction history nè. Đó, mình có thể coi hôm nay nè. Đó, thấy không? Những cái gì mà tiền nó chuyển về nhà băng mình là đều có trong đây hết các bạn. Đó, các bạn thấy không? Về cái thu nhập thì các bạn biết rồi. Khi mà họ thuê thì mình có tiền thôi. Đó. Nói chung là nó đơn giản lắm các bạn. Các bạn bấm qua phần này, mình bấm qua phần xe, thì các bạn bấm dấu cộng, các bạn list xe mình lên. Sau khi các bạn đã tạo một cái account nha, thì tạo một cái account thì còn phần này nữa đâu, để mình bấm vào đây cho các bạn coi nha. Quên nữa. Cái phần mà nhiều bạn hỏi mình là bây giờ cái bảo hiểm thì sao. Tất cả các bảo hiểm của xe mình hiện tại đang chạy là mình mua deductible tới 2.500 lần các bạn. Tại vì mình bỏ lên đây thuê, mình đã có cái đây nè. Các bạn thấy vehicle protection không? Đây, trong đây đây. Đó, thì các bạn có thể lựa cái plan các bạn muốn. Thì mình hay lựa cái plan là 75 nè. À, mình bấm vô trend thử cho các bạn coi. Đây nè, thấy không? Mình có thể 60, 80, 85, 90, 90% là cái tiền deductible rất cao. Mà mình không khuyên các bạn là nên không dùng cái này nha. 85 cũng không dùng luôn. Mà 80 cũng không dùng luôn. Dùng 75. Dùng 75 tiền deductible của mình là 250 đồng. Mà nếu mà các bạn dùng 60 á, thì deductible là 0%. 75% là 250 đồng là ok rồi các bạn. Thì cái này thì họ sẽ 30 đồng một ngày. Thì họ sẽ trừ thẳng trực tiếp vào cái tiền mà chúng ta cho người ta thuê các bạn. Trừ thẳng trực tiếp vào trong đó luôn. Đấy, các bạn không cần phải lo phải trả thêm tiền này. Còn nếu như mà 60% thì là 50 đồng một ngày. Thì nói chung là 60% thì trừ hơi nhiều, nhưng mà 75% là ok các bạn. Mình khuyên các bạn là cái lên 75% này là ok nhất. Cho nên mình lựa cho tất cả chiếc xe của mình là 75%. Trong đây là nó cover luôn mất xe rồi nha các bạn. Các bạn không có sợ. Đừng có sợ mà mất xe các bạn. Yên tâm đi. Đó. Location delivery nè. Thì các bạn có thể bỏ vào trong đây. Home location là cái địa chỉ của chiếc xe mình. Có thể cho những người mà local họ mướn thì họ lại cái địa chỉ này họ pick up. Còn delivery location nè. Đó các bạn thấy không? Đó các bạn có thể add vô thêm. Để, bây giờ tiếp tục nha. West injection đó. Thì cái chỗ này thì các bạn có thể điền địa chỉ mình và các bạn có thể đem ra airport để các bạn drop off ngoài đó. Your price discount hình như trong đây là mình quên cho các bạn coi cái này nữa. Đó. Trong phần để mình lâu quá không mở cái app này lên không nhớ luôn á, vô detail rồi. Đó, vô detail thì trong đây là mình về chiếc xe của mình, thông tin xe của mình có thể bỏ vô đây. Và các bạn có thể giới thiệu chút. Nếu như các bạn không gành cái giới thiệu này, các bạn có thể copy của người ta, các bạn bỏ vô. Đó, lựa phần màu xe của các bạn và photo. Photo thì các bạn có thể chụp hình xe mình sao cho nó đẹp. Đấy các bạn thấy không? Chụp tất cả chiếc xe, xe mình có cái gì đẹp, các bạn cứ chụp bỏ anh đây. Đó, để cho người ta thấy. Extra nè. Extra mình bỏ trong đây. Extra là nếu như mà họ cần cái car seat á, là mình lấy 10 đồng trên một chuyến nè các bạn thấy không? 10 đồng trên một chuyến. Hoặc là các bạn có thể lấy thêm gì các bạn lấy. Rồi cái phần này là cái phần mà các bạn bỏ mai vô nè. Đó, đầu tiên nhất á, mình làm thì mình thường
Bước đầu mình làm là mình hay để là 250 mai, nhưng bây giờ mình chỉ bỏ xuống 200 mai thôi các bạn. Đấy, vô trong phần chip này nè các bạn thấy không? Ồ, xin lỗi. Đó. Xin lỗi các bạn nha, đợi mình tí. Đấy, xin lỗi các bạn nha, đang làm thì có điện thoại mẹ mình gọi vô. Ok, thì bây giờ các bạn thấy Corpus Christi không nè, là International Airport nè. Đó, thì vô trong đây, các bạn có thể điều chỉnh nè, các bạn muốn bao nhiêu tiền khi mà delivery. Thì cái ở đây là mình tính theo cái vấn đề là mình chạy xe ra ngoài đó, bỏ xe ở đó, mình đi Uber về thì nó chạc mình là 30 đồng khi đi về, và đến lúc mà lấy xe thì mình đi Uber ra lại thì 30 đồng nữa là 60 đồng. Nhưng mà ở đây mình để 95 đồng thì mình vẫn còn lời ở đây nha các bạn. Đó, thì đó các bạn cứ điền thông tin vào trong đây. Thì nhiều bạn hỏi mình là Grand có ok không, thì các bạn yên tâm đi, này rất là ok các bạn. Mình cho thuê nhiều rồi. Đấy, history nè các bạn thấy không? Đó, mình cho thuê nè, quá trời nè thấy không? Đó các bạn thấy không? Đấy, thì các bạn cứ bỏ lên. Cứ điện thoại vô, đang record cứ điện thoại vô hoài. Ok, thì đó, thì bây giờ các bạn thấy rồi đó. Nó rất là đơn giản. Nếu như mà bạn nào chưa hiểu, cần thêm những thông tin bổ ích về cái app này thì các bạn cứ cho mình hay. Mình nói rồi nha, có nhiều bạn bảo là mình giới thiệu cái app này được hoa hồng. Đâu hoa hồng đâu, các bạn chỉ cho mình coi coi, không có đâu nha. Mình chia sẻ đây là thật lòng, anh em cùng nhau kiếm tiền trên nước Mỹ này, chứ không có phải là tự nhiên cái bỏ lên trong đây để cho nhiều người nói tới nói lui mệt quá. Đấy, thì mình cái nào kiếm tiền được mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đấy các bạn thấy không? Ngoài những công việc chính thì các bạn có thể làm những công việc phụ để kiếm thêm thu nhập, tiền chợ búa, tiền sữa, vân vân và vân vân. Đấy các bạn thấy không? Thì nếu như mà các bạn có dư hai xe thì các bạn nên làm cái này đi. Mình thật sự là nó có thêm thu nhập của mình. Đây các bạn thấy không? Hồi xưa mình chỉ có chiếc Infiniti, chiếc minivan. Nhưng sau đó mình mua thêm chiếc BM, mình bỏ lên cho thuê luôn. Và mình có, hiện tại bây giờ mình có thêm một chiếc Jeep nữa. Thì hôm rồi bạn nào có coi video mình, các bạn thấy rồi đó. Chiếc Jeep nữa thì hôm nào mình sẽ bỏ chiếc Jeep mình lên luôn. Jeep mình thuê là chắc có lẽ là 110 đồng ngày là đó các bạn. Jeep thuê rất là mắc. Cho nên các bạn có xe cứ không cần ngần ngại gì nữa, lấy điện thoại lên bấm app này tải về. Mình không có gửi đường link gì đâu nha, cho nên đừng có nói mà toàn làm cái video này chắc có lẽ là toàn có thêm tiền, không có tiền gì đây đâu. Chia sẻ thật lòng thôi để anh em cùng nhau kiếm tiền nha các bạn. Ok, thì bạn nào có xe thì cố gắng làm đi, không hiểu gì cứ nhắn tin cho mình, comment bên dưới anh Toàn ơi, em Toàn ơi, vân vân và vân vân. Giúp chị cái này, giúp anh cái này, không làm được cái này cái kia, cứ comment bên dưới cho em. Thì em sẽ làm thêm những video tiếp theo. Nếu như mà thắc mắc nhiều quá, không ai giải được cái thắc mắc đó, cứ comment, em sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Và nếu không hiểu nữa, em sẽ làm video trực tiếp để chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người luôn. Thì hôm nay cái app cuối cùng của cái này là mình sẽ nói, em sẽ nói lại đây, đó là cái app Toro nha. Toro, Toro, đó, mọi người cứ vô Toro mà tải về. Vô đây, tải cái app Toro này về và kiếm tiền thôi, đó. Toro, Fire Drive, đó. Các bạn cứ vô đây, tải cái app này về, 4.9 nè các bạn thấy không? Không còn gì phải ngần ngại nữa, các bạn cứ tải về và tạo account. Sau đó tạo account, bỏ xe mình lên, list lên. Và sau đó bỏ số tiền các bạn muốn vô và các bạn cứ cài đặt. Và sau đó các bạn kiếm tiền thôi. Ok, thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.